Cái người kinh doanh giỏi ấy là cái người phải đặt câu hỏi là làm thế nào để mình cứ mỗi năm mình rút được một ít tiền trong ví ông ạ, và cứ rút mãi đến tận cuối đời ông ấy. Thế mới là ông kinh doanh giỏi. Cứ kiếm tiền trên một đơn là vớ vẩn. Nếu tôi cho bạn 3 cái cơ hội để kiếm tiền trên mỗi một khách hàng thì bạn sẽ chọn cơ hội nào? Cơ hội thứ nhất, kiếm lợi nhuận trên một đơn hàng bạn đã bán cho họ. Kiếm lợi nhuận trên một năm bạn giao dịch làm ăn với họ. Và kiếm lợi nhuận trên cả cuộc đời họ. Bạn chọn cái gì? Rồi, đáp án nó rõ một một rồi đúng không? Nhưng mà đáng buồn là mọi thứ bạn đang làm chỉ để kiếm cái A và B. Cái tư duy này là cái tư duy mà khiến các bạn cứ mãi làm rồi lại làm lại tìm kiếm cái hàng mới. Cái người kinh doanh giỏi ấy là cái người phải đặt câu hỏi là làm thế nào để mình cứ mỗi năm mình rút được một ít tiền trong ví ông này, và cứ rút mãi đến tận cuối đời ông ấy. Thì thế mới là ông kinh doanh giỏi. Cái kiếm tiền trên một đơn là vớ vẩn. Kiếm tiền trên một năm giao dịch là vớ vẩn. Có một cái khái niệm này, anh chị em về search Google, các anh chị em đọc sẽ đọc ra rất nhiều bài. Khái niệm này nó nói về cái C này. LTV. Nó là Lifetime Value. Là cái giá trị một cái khách hàng ấy, trong nguyên cả một cuộc đời của họ ấy, họ mang đến cho cái doanh nghiệp đấy bao nhiêu tiền. Thì đấy mới là cái não của cái người kinh doanh hiện đại. Chứ còn bạn lập kế hoạch kiếm tiền trên một đơn hàng vớ vẩn lắm. Kiếm tiền trên một năm vớ vẩn lắm. Lifetime value. Một cái người, người ta bắt đầu đến chơi với bạn, và đến khi người ta không mua hàng của bạn nữa, người ta đã cống nạp cho bạn bao nhiêu tiền. Đây mới là cái tư duy kinh khủng. Tôi biết rất nhiều bạn ở đây doanh nghiệp nhỏ, rất nhiều bạn doanh nghiệp mới có một vài năm tuổi. Nhưng tôi vẫn phải truyền cảm hứng cho các bạn cái tư duy này. Nó sẽ khiến công việc kinh doanh của bạn thay đổi. Tôi có thể lấy một vài ví dụ. Trước đây tôi có một cái cô học trò, cô ấy đi học, du học ở Mỹ. Cô mua một cái đôi giày ở trên Amazon. Thì cái điều đầu tiên khiến cô ấy sốc là cô ấy vừa mới order cái đôi giày này đêm qua. Thế mà sáng nay đến công sở đã thấy nó trên bàn làm việc rồi. Choáng thật, bọn này giao hàng siêu tốc độ, một đêm nó vẫn ship. Ở Việt Nam mình thì sao? Ship đêm, quên mẹ đi. Mãi. Đấy nó hầu hạ kinh thế cơ mà. Đêm đặt hàng nhá, sáng đến công ty có rồi. Đấy là cái điều thứ nhất cô ấy choáng. Cô rất là hào hứng, hứng khởi với cái đôi giày mới. Và cô không hề có ý gì cả. Nhưng mà khi mà người ta lấy cảm nhận của cô ấy về cái trải nghiệm mua hàng ở đây thế nào, thì cô ấy bảo là thực ra mọi thứ với tôi đều hoàn hảo. Tôi không có bất kỳ khiếu nại phàn nàn gì cả. Nhưng mà tôi có cảm giác như là cái màu nâu mà tôi nhìn trên máy tính ấy, với cái màu nâu thật này, nó hơi vênh nhau một tí. Tôi có cảm giác như thế thôi. Tôi không biết là máy tính tôi có vấn đề hay là cái gì, tôi cũng không có comment gì việc này. Với tôi cái này ok, màu nâu này ok. Nhưng mà các bạn bảo tôi nhận xét xem là thì tôi nhận xét thôi. Và tất cả chỉ dừng ở đấy, không có khiếu nại nhé, không có bất kỳ cái gì cả. Và các bạn biết họ ứng xử ra sao trong tình huống này không? Cái người phụ trách của cái khu vực đấy, họ viết một cái thư xin lỗi. Là chúng tôi cũng không biết là vì cái lý do gì mà nó tạo ra cái sự hơi nhầm lẫn về màu sắc. Chúng tôi muốn trải nghiệm của chị là hoàn hảo. Nhưng bây giờ không may cái màu sắc nó như thế, chúng tôi cũng rất là lấy làm bối rối. Thì thôi, chúng tôi đã kiểm tra hết trong kho rồi. Thì toàn bộ những đôi giày chúng tôi có trong kho thì màu nó cũng đồng nhất như thế. Thế cũng không thể có lý do gì để đổi cái màu khác cả. Mà cho phép chúng tôi một cái vinh dự, là xin phép được tặng quý cô cái đôi giày đấy. Và chúng tôi hoàn tiền lại. Chị sốc, vì chị cũng yêu cầu gì đâu. Và đấy là một cái cú sốc về happy, rất vui sướng quá. Được tặng. Còn ở Việt Nam chúng ta là sao? Chị ơi, em ship đến cái váy cho chị. Sao chị xem trên mạng váy nó dài thế mà? Sao váy nó ngắn đấy nhỉ?
Không, nó chỉ có thế thôi. Chị nhận là nhận, không nhận thì trả thì ship em về. Thế tôi đố các bạn cái sự khác biệt là gì? Sự khác biệt không phải vì cái thằng kia nó nhiều tiền hơn mà nó được phép cư xử theo kiểu bố đời, thưa các bạn, mà ở cái tư duy lifetime value. Ở đây chúng ta chỉ chăm chăm chén trên từng đơn hàng, xong rồi mất hút con mẹ hàng luôn, kệ con mẹ chúng mày. Ok. Còn ở kia, mỗi một người giao dịch với họ, một năm chi tiêu mua sắm trên website của họ trung bình là 6.000 đô la. Chi tiêu trung bình trên website của họ nhé. Và không ngừng gia tăng nhiều năm sau đó. Nếu người đấy chi tiêu 10 năm thì là bao nhiêu? 60.000 đô. Nếu người đấy chi tiêu 20 năm thì là bao nhiêu? 120.000 đô. Vậy cái đôi giày 100 đô có đáng không? Đó là lý do người ta xây dựng được những đế chế kinh doanh nhiều nghìn tỷ. Còn mình mãi cái đế chế 1 tỷ xây mãi chưa xong. Lúc chúng ta phải thay đổi. Nên tôi muốn các bạn có cái tư duy dài hạn. Chúng ta có duyên tiếp cận được một cái data. Đấy là cái lần đầu đúng không? Nhưng chúng ta phải tư duy là làm thế nào để mình chơi với ông này 3 năm, 5 năm, 10 năm nữa. Không cần phải đến 99 tuổi như bảo hiểm đúng không nhỉ? 99 tuổi. Không cần. Mình chỉ cần chơi 5 năm, 10 năm thôi thì mình đã ấm chén rồi đúng không? Cái tư duy đấy nó quan trọng. Nó khiến các bạn hào phóng. Khiến các bạn bỏ đi cái thói so đo, chộp giật trên từng cái đơn hàng một. Thì tôi biết là các bạn đang làm rất nhiều các nhãn hàng. Mỗi một người có trong tay có khi hàng trăm, hàng ngàn cái danh sách data của các bạn. Khi các bạn thay đổi cái quan điểm này, trò chơi kinh doanh của các bạn sẽ khác. Nếu các bạn muốn tập trung vào cả cuộc đời, thì các bạn hãy quan tâm đến một cái thứ trong kinh doanh hiện đại. Đó là trải nghiệm. Đây là một cái thuật ngữ của kinh doanh hiện đại. Trải nghiệm. Trải nghiệm là cái trạng thái, cảm xúc, cơ thể, mùi vị, mắt thấy, tai nghe khi người ta có cơ hội tiếp cận với một cái thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ nào đấy, nó gọi là trải nghiệm. Bây giờ có bao nhiêu chỗ có thể giúp các chị em phụ nữ giảm béo? Đầy. Có bao nhiêu chỗ có thể giúp các chị em massage mặt? Có cả tỷ. Đúng không? Có bao nhiêu siêu thị các anh chị em có thể vào để mua hàng? Có mà đầy. Thì chúng ta chọn cái này, chọn cái kia là gì? Cái nào đem lại cho chúng ta trải nghiệm tốt? Tôi đối với các bạn, thế giới kinh di động họ kinh doanh cái gì? Họ kinh doanh điện thoại nhầm. Họ kinh doanh máy tính nhầm. Họ kinh doanh trải nghiệm. Còn điện thoại, máy tính, bạn có thể mua cả tỷ chỗ khác nhau. Nhưng không phải đến đâu bạn cũng có một ông tay đặt vào trái tim bổ củi, đúng không? Thế ta vào mua cái thẻ, tôi bảo mày có nhất thiết phải bổ củi thế không? Tao ngại quá. Nói là ngại thôi nhưng bên trong thích bỏ bố được. Thế lần sau mình quay lại chỗ đấy là để mình mua hàng ấy, để mình thấy cái bổ củi đấy. Thế mình thấy cái bổ củi đấy chứ. Chứ chuyện mua hàng thì mua đâu chả được. Mà chỗ kia thằng ấy nó không đặt tay vào tim, mà nó đặt tay vào, mẹ thế mới chết đi. Đúng không? Đây nó đặt tay vào. Đúng không? Sướng nhỉ. Có hôm tôi thử nhá, tôi thử. Tôi đến tôi mua một cái chỗ. Tôi cứ hỏi hết sản phẩm này sản phẩm khác. Xong cuối cùng tôi chả mua gì cả. Mà cái cô dắt tôi đi một vòng ấy, tầng 1, tầng 2, chỉ cái này gì này, xinh như, nó cười tươi như hoa. Xong cuối cùng tôi xem phải đứng thế nào. Thôi anh không mua được gì, chả thấy cái gì ưng. Tôi xem mặt nó có méo không, nó vẫn cười không ạ. Đến lúc tôi rời cửa hàng mà nó vẫn cười. Mặc dù tôi không mua gì, mặc dù 15 phút tôi hành văn hạ, sờ nắn hết cái này, xem hết cái kia, cuối cùng không mua. Nó vẫn cứ cười. Tôi bảo con này được. Đúng tiêu chuẩn là kinh doanh trải nghiệm đấy. Và nếu tôi mê cái nụ cười đấy, tôi sẽ quay lại mua hàng. Đúng không? Vì cái sự thân thiện đấy.
vì cái không khí vui tươi ở cái cửa hàng đấy, chứ không phải vì tôi cần những cái hàng ở trong đấy. Đấy là kinh doanh hiện đại, thưa các bạn. Và để toàn bộ công việc kinh doanh của bạn theo được đúng cái luồng này, thì bạn phải có cái tư duy là tập trung vào khách hàng. Họ nóng, bạn cũng phải nóng theo. Họ lạnh, bạn cũng phải lạnh theo. Và bạn cần phải đặt câu hỏi mình phải làm gì để cho họ cảm thấy tốt hơn nhỉ? Thì tiền mà nó mới ra đấy chứ. Còn bạn cứ ngồi đây bạn bố đời làm sao mà có tiền được. Nên là cái số 5 này rất quan trọng. Và nó sẽ cho các bạn lifetime value. Tôi lấy một cái ví dụ cuối để đóng lại. Chính tôi năm 2007-2008 bắt đầu biết đến iPhone, bắt đầu biết đến Apple. Nhưng lúc đấy tôi là một người rất là cứng nhắc. Tôi bảo mình không chạy theo mốt được. Cái này của bọn trẻ trâu, xử nhi. Nhưng thực sự quan sát Apple nó làm 2-3 năm tôi thấy là ngưỡng mộ. Và bạn hình dung là năm 2010 tôi bắt đầu trở thành fan của nó. Năm nào tôi cũng Trần Văn Nộp. Năm nào tôi cũng Trần Văn Nộp. Và bạn biết không? Tỷ lệ khách hàng rời bỏ Apple chỉ có 8% thôi. Tỷ lệ trung thành của họ là 92%. Hãy tưởng tượng, mỗi một năm họ có hàng triệu khách hàng và họ biết chắc là năm sau 92% tiếp tục Trần Văn Nộp. Thế nào? Sướng không? Và 2010 đến bây giờ là tôi nộp cho bọn nó 13 năm rồi. Vẫn cứ tiếp tục nộp đều đặn và chưa biết khi nào dừng. Và trong 13 năm đấy, tôi còn kịp kéo theo nhiều thằng khác, cũng Nguyễn Văn Nộp, Lê Văn Nộp đến đây nộp hết. Đấy là phương thức kinh doanh của họ. Họ quan tâm đến giá trị vòng đời khách hàng. Lifetime value.